gạch chọi mình đó hả chị? À, vẫn thấy quầy. Trời ơi, nó đi có khi nó xuống á, nó kiếm cây, lấy hổm cắt. Nhưng là lúc ông bao nhiêu tuổi? Lúc nó. Ông qua đây ngồi đi. Dạ. Lộn có chút xíu. Đụng. Là lúc ba ruột của anh Cường nữa mọi người. Nó bị lẽ lấy gì không sợ ai? Có mình sợ ổng á chứ, ổng sợ ai? Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và phía xa xa kia là anh Cường, một người đàn ông mà sau khi vợ mình bỏ đi và con mình không trở về á, thì dạ, anh lại trở nên điên loạn. Và ngày hôm nay Bùi Hồ quay trở lại thăm anh, cũng như có gặp được ông ở đây là ba ruột của anh Cường. Dạ, dạ con chào ông. Dạ. Dạ anh là, ông là ba của anh Cường hả ông? Dạ ba. Ờ. Mà là vì nó nổ cơn, nó quýnh quá, la quá, rồi nó mắc nghẹt nó lại. Chứ còn tôi nó còn quýnh nữa. Quýnh ông nữa hả? Ừ, trong quýnh tôi hai lần. Dạ, quýnh sao không? Thầu quýnh, nó đạp tôi ngồi nấu cơm, hồi mới á. Ngồi nấu cơm cái rồi nó vậy, nó đạp tôi quốc hai, đạp đá là tôi nhăn tôi đi, ở dưới đất nha. Rồi đi ra đấy, thằng nước nó cao á. Rồi uống ba lần rồi thấy là rồi ba anh em mệt la đó, rồi liệt. Dạ. Rồi kêu làm hộ người ta liệt lời. Dạ. Chứ không liệt là do quên sở, quên tu chuyện lỗi. Dạ, con với ông đi xích vô đi ông. Ừ. Ông đi được không? Được. Ông năm nay là bao nhiêu rồi ông cậu? 90. 90 rồi? Ờ. Ôi trời ơi, ông hiện nay có làm lao động gì được không? Hả? Ông có lao động gì được không? Lao động gì đâu có. Dưới này nè, dưới này nào. Qua đâu, qua đây dưới này không? À, đi đây. Ừ. Ê ông ơi. Ông. Ôi trời ơi. Xuống đây, xuống đây. Xuống đây không? À. Ông 90 rồi. À, 90. Xuống. Ê ơi, anh xích xích ra gì vậy? À, lấy. Xích xích ra rồi không? Được. Ủa, anh ai tháo xích ra hay gì rồi? Hả? Tháo xích ra chưa? Nó còn rồi đúng. Nói dài ổng đi xuống được á. Nhưng mà có xích ổng lại chưa? Xích rồi. Ôi trời ơi. Xích là tại giờ nhờ dây nó hơi dài ổng đi xuống được. Đi xuống đó được hả? Ờ đó, đó nhờ dây. Ờ nó. À. Dây dài niệt trước á. Gốc lá trước đó. Kiếm cây đó. À, thành ra nó xuống. Kiếm cây chọi bệnh đó hả? Ờ. Ừ. Kè, lụm cục đá, cục gạch rồi đó. Ồ. Oh. Rồi quá. Cục gạch chọi mình đó hả chị? À, ổng thấy quầy. Trời ơi. Nó đi có khi nó xuống á, nó kiếm cây, lấy hổm cắt, lấy điện hay khúc cây rồi. Xích đây không? Qua đây đi. Không ờ, đi, nó nói mình, đó, vô, lại cho nó cũng được nữa. Ơi, ông thành cục gạch tới nha. Dạ. Đó, hai cục lẫn lấy cục gạch. Là trước đây, là ai lại quay là ổng có thường vậy không ông? Không có dây nó còn liệt, mà liệt lại gì như vậy, là trước hay được, còn ra sao đi không được. Người lạ cũng vậy ha, chứ không phải là quay mà bị ha. Lại cái gì? Ông qua đây đi ông. Lại lại chỗ đó đi xuống đó. Lúc trước là đánh ông là lúc ông bao nhiêu tuổi? Hả? Lúc trước anh đạp ông là lúc ông bao nhiêu tuổi? Lúc là nó. Ông qua đây ngồi đi. Dạ. Là lúc ba ruột của anh Cường nữa mọi người. Nó thiệt đó, nó thiệt đó. À, là hồi là trước thì dây nó gần, còn mấy ra sau với hai bên nó sẵn dây đi được, có lại trước thì đi được khúc ba nó bước xuống, nhẹ nhẹ cái dây dài. Ừ. Bị năm nay là bao nhiêu năm rồi ông cậu? Anh bị năm nay là bao nhiêu năm rồi? Nó hả? Dạ. Nó bị bao nhiêu năm hả? Dạ. À, 6 năm rồi. 6 năm rồi. Ừ. Dạ. Rồi xích lại là mấy năm không cậu? À nó bắt đầu nó lại á. Rồi vợ nó về nó quýnh quá rồi thành ra vợ nó bỏ. Nó bỏ đi vợ có chồng khác rồi. Nó về thành phố á. Nó ở giờ cái chồng ngoài thành phố á. Có nghĩa là anh này anh cũng đánh vợ đúng không? Hả? À, ổng anh Cường cũng đánh vợ đúng không ông? Ừ. À. Rồi rồi nó nấu cơm rồi nó đánh vợ nó dưới ấm rồi chú ơi. Rồi vợ
nó la vợ nó điếc rồi, vợ nó quản sợ quá ra, vợ nó phải bỏ đi. Rồi có thằng nhỏ được 17 lắm, 17 tuổi rồi. Dạ. Rồi thành ra nó cũng khoe mẹ luôn. Mà lúc bình thường là anh Cường này anh có đánh dữ không? Không, không bình thường thì cũng như vợ chồng nữa. Cái thường lệ vậy á, cũng không có gì mà chàng nào mà nó lỗ cơn, nó chở đi ra ngoài gặp thường ấy ngoài đó. Rồi thầy ra cái bác sĩ nó thằng này nữa sao, nó bị lâm thần dữ lắm, nặng lắm. Con nghe người ta nói á, là vợ bỏ đi thì anh Cường này mới bị tâm thần, hay là anh này bị trước rồi vợ mới bỏ đi? Không có, nó bị trước. Chứ bị... hồi trước thì vợ chồng cũng đi nhiều ngoài, đi mang hai chồng nó vậy. Dạ. Rồi, chàng nào cái gì, cái nhà của nó đốt. Đốt cái nhà, xẹp đốt cái nhà ấy mà đốt. Đốt lúc đó là có vợ con trong đó không không? Chạy hay sao, đi về đi hết. À. Rồi thành ra vợ nó mới đi, bỏ đi, vợ nó có chồng khác. Còn thằng con ấy thì nó cũng đi theo mẹ nó. Chị này là sao với anh? Em dâu. Em dâu hả? Vậy là ngày xưa là anh Cường này anh bị trước, bị bệnh trước, rồi sau đó là đánh đập vợ chịu không nổi mới bỏ đi hả chị? Bỏ đi chứ. Dạ. Ông mới bị mấy năm nay. Chứ hồi đó nó cũng đi bằng hai vợ chồng, cũng đi bằng miền ngoài đâu, đi bằng mướn đâu, hai chồng cũng đi bình thường vậy. Chà nó phát bệnh lên nó mới nó đánh vợ đó, rồi vợ nó cũng quản, nó cũng bỏ đi. Cái hỏi theo nó như bình thường đó, giờ nó cũng còn ở như phải ấy. Còn là bị nó nổ cái cơn của nó. Lúc trước là đốt nhà là vợ con còn ở đây không? Hồi trước thì còn. Nhưng mà... bắt đầu đốt nhà vợ mới đi. Đốt nhà vợ mới đi hay là đi rồi vợ mới đốt nhà? Vậy chứ nó đốt rồi, nổ cơn rồi nó đốt rồi. À, chị này nó đi trước. Hả? Chị nó đi trước hả? Bỏ đi trước. Thấy con mình bị xích gì đau lòng quá hay không ha? Cũng đau lắm mà đều về hoàn cảnh. Về hoàn cảnh biết sao chú? Sáng đêm về cho nó thì miễn thả nó ra thì cũng được rồi. Mà đều thả ra nó đi với la chạy luôn. Ổng mà thả ra ai dám ở đây? Tôi rồi chịu không nổi rồi. Không chỉ là mẹ đấu gối với người ta. Nó quấn mẹ đấu với người ta, tao quấn quấn ta mình mang hại nữa. Thả ra cái bỏ nhà đi hết. Thả ra sao không ai dám ở đây đâu? Không dám đâu, ổng dữ lắm, dễ dài. Hùng dữ quá. Có cái nhà cái bệnh, có khi nó qua, ông mượn nó tấu khuya rồi, cỡ nó chưa nẹt. Rồi nó qua, nó dọng nhà phá nhà của người ta. Là nửa đêm vậy, qua phá, xa mày mượn anh em người ta, mượn xúm là 4-5 người. Cái là đâu có mới đè nó ra thôi đó, mới được cho dễ vậy mà người ta đâu với hai một hai người dễ vậy mới nẹt lợi. Em có nghe một số thông tin là con có nghe một số thông tin đó là vợ bỏ đi thì anh này mới bị vậy, hay là anh này ảnh có dấu hiệu của bệnh trước cũng nó phát bệnh lên rồi vợ mới bỏ đi. Dạ. Rồi có chở đi ra thành phố là tôi có chở đi ra ngoài rồi nằm nhà thương mà bác sĩ nó cho cái giấy này nữa, sau này nó bị lâm thần rồi phải vậy, bác sĩ mới cho cái giấy lâm thần. Dạ. Mới về trình xã. Dạ. Rồi thành ra nó cũng được chút tiền lương của mấy trăm ngàn nhà nước á. Dạ. Ông năm nay 90 tuổi thì có làm gì không? Đâu có làm gì, giờ 90 làm gì nổi. Có trồng rau nuôi cá gì không? Hả? Có trồng rau nuôi cá gì không? Không, không có gì ra, có lắp cát ở đâu ra thì có chỗ ở vậy đâu, chứ đâu có cái gì đâu. Dạ. Chứ già rồi. Ông là không dám lại gần anh Cường luôn? Không, không dám. Bởi vì nó cũng ông có... Ông đem cơm vô lấy cây luôn. Rồi còn lại... nấu cơm mà còn quýnh tôi nữa mà thành ra tôi sợ luôn. Người hung dữ quá rồi ai dám tiếp cận? Không có ai lận đâu, có ông thứ 8 ông đem cơm vô nhiều khi ông cũng lấy cây ông thủ sẵn. Ông kia đâu dám đem vô. Ông nào lấy cây thủ chị? Ông.
Ông anh Cường này hả? Ừ, nó ông chung xuống ông bữa ngày hôm kia đâu mà nó lấy bẻ khúc cây xăng chừng một sải không ai dám vô đâu. Rồi thành ra cái thằng thứ tám đem cơm vô nha. Rồi sau này có bữa nói với người chị đó đem cơm vô thì nó nói trời bên đình ăn cắp cái cây của nó đó. Đem về cắt thu lấy vậy cắt củi cho rồi để không nó mà bỏ cây nhưng mà anh đó. Cường này anh không có sợ ai hết à, không hả có sợ ai không trời nó lại lấy gì không sợ ai có mình sợ ổng á chứ ổng sợ ai nó mà sợ ai thủ hai cục gạch nha. Thấy mình tới là anh Cường anh cầm hai cục gạch anh để sẵn rồi mọi người. Thật ra thì mình tới rất là thiện chí thôi. Thì nó chọi á, nó chọi người ta nó bị cái miếng đan đó. Miếng đan đó rồi nó né đó, cái nó lấy cây nó đập. Nó đập rồi được mấy miếng gì nó mới chọi nó ra đâu còn lấy được nữa. Đâu có. Hết nào. Rồi. Ừ. Rồi đâu có chọi. Rồi bà cụ thấy vậy bà cụ chắc cũng sót dữ hay không ha? Bà bị lâm thần. Bà cụ hả? Bà đi ra vô ở ngoài sân, đi lên, đi hậu, đi xuống, đi lên, đi xuống hoài. Bà bị lâm thần, bà có cái chuyện ra. Bà cụ bị lâu chưa không? Hả? Bà cụ bị lâu chưa? Bà đi bà bệnh cũng 3-4 năm à. Bà hồi trước, giờ bà cũng 86 rồi. Lúc trước là bà cụ bình thường? Bình thường thì cũng không có gì. Chắc có lẽ là lo cho anh Cường nhiều quá. 3-4 năm nay rồi không, bà cũng có lao. Có lao rồi cũng chở đi nhà thương bên Lan Giang á. Rồi chở đi rồi về bà bớt. Bà bớt rồi sao lại bị cái xuống đi nhà thương ở dưới mà huyện là. Rồi là ba nằm đâu cũng hết mà 9-10 bữa rồi. Bắt nhỏ đi nuôi học thứ 8. Rồi về cái rồi bà mang bệnh luôn tới giờ. Bà nó bị hấu nói bà đi làm. Nuôi anh Cường nữa hả? Hả? Nuôi anh Cường nữa không? Không. Nuôi anh này hả? Bà hả? Dạ. Bà đâu phải nuôi đó. Đâu dám. Bà làm bị giờ lâm thằng bà đâu biết nó. Bà giờ đâu có biết đứa nào. Con nghe nói là ông có một người con là cũng bị bệnh đó hả? Có thằng thứ 10. Nó cũng họ bệnh. Nó cũng lưỡi đựng lại đời vậy đó. Nó đi cũng làm đi bò ốc này kia bán. Bán rồi đi đi qua đường đi lấy lui đi hoài. Thế thì cũng như nó không ấy. Còn đi tới khuya. Tới 10 giờ, 11 giờ cái mới về nhà. Dằn mình ngủ ngày nào cũng đi hết ngày nào cũng đi vai đi không đi đi ai nhà cũng nóng ghé đi lên đi xuống lên xuống lấy bữa cơm ra thì nhảy vô quất mẹ chén này cái rồi đi. Nhà ông là có mấy người? Hai 9 người con rồi giờ còn trong nhà có mình thằng bị bệnh đó với thằng này với thằng thứ 8. Giờ thằng này thì nó bị rồi. Còn thằng thứ 10 đó thì anh của thằng này nó cũng bị lâm thằng bà liều cũng như nó biết cũng như là biết cho này cái nọ liều còn như đâu phải như thằng này cũng quá khứ rồi quá độ rồi. Trời ơi anh cầm cái cây kìa. Nó không quánh ai, quánh gì cả thì nó quá độ đó. Anh hết kiềm chế được rồi. Là chiếu mình chiếu là thấy nó không? Dạ, lại đằng kia đi sàn nước cũng được nữa. Nó đang đen ngầu trước đây nè. Dạ, dạ. Đợi nó đi. Ông cụ đi. Đi trước đi. Ông đi trước đi ông. 90 tuổi rồi, cậu bác của anh chị đâu có làm gì ra tiền đâu. Rồi bây giờ chỉ trông nhờ vào cái người con thứ 8 thôi không ha? Chỉ có... trông chờ vào cái người con thứ 8 thôi không? Ông nói lớn là biết. Ông cụ bị lẳng tay. Rồi đây được không? Đây được rồi. Đây nè.
Hồi cứ đi vô xa quá lạnh, trời ông trời đó. Hả? Đi vô xa quá lạnh, ông trời đó. Nó là gần quá rồi, không được. Bởi vì xa thì nó hai cây đó, nó lỡ nó có cây đó. Phóng á. Đó đi trời. Hồi đó nó vậy nó nào giẫm nó nhiệt đi hoài đó. Chiều nay à, chiều nay ảnh ăn cơm chưa ông? À, chưa. Cái thằng thứ 8 đó mà, nó chưa gì à. Còn tôi thì tôi nấu sẵn, làm đồ ăn sẵn rồi. Rồi nó về cái nó bới đem vô. Mà bới á, bới trong cái hộp thứ bủ trắng á, cái hộp á. Dạ. Bác em, cho con mẹ đem chén vô ăn, vô cái dục rồi. Ê, ê. Cái gì? Cái gì vậy? Không tới, không tới. Ủa, ai đâu? Tới không vậy? Dạ. Tới không? Dạ không. Tới không? Không có sao cái này. Tới không anh? Không tới đâu. Máu liệm là không tới. Không, không, không. Không có lẽ có gì đâu liệm. Kệ có cùng gạch kìa. Không có. Mày chơi là. Trời ơi, ảnh hung rồi dữ. Ôi nó vậy đâu mà phải không dám thả. Đúng là hung dữ lắm luôn á. Không dám thả đó. Không có đi đâu. Không 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 thôi. Không có. Thôi thôi ông. Không có nó chờ ông tới. Thôi tới. Thôi ông đừng ra nguy hiểm lắm. Cứ sợ nguy hiểm cho ông á. Thả không tôi không sao. Dạ. Không sao. Anh biết ba của anh không? Bữa nay có khúc cây đâu rồi. Nó không phải xuống ngại đâu mà lấy được khúc cây. Mới là đầu bên mò mò dưới đó. Nó qua cái nhà của nó đó. Nó bẻ. Trời, trời anh sợ tới không á? Không có đâu. Ở lại đi gần đó mà là một chú một chuối nó chợ mà không có. Ông ảnh không biết ông luôn hả? Trời, nó không biết được tôi bị hởm mà đứng này cái nó này biết sao không dắt cây giờ đấy không có ai dám lợi gần hết mọi người cô bác của anh không chị không có đứng cho buồn chuối đó được nó chọi đâu có được nó mới lợi buồn chuối đó dạ con sợ trúng ông á ông lớn tuổi rồi ba mà coi con của mình mà bị nhốt lại vậy thấy đau khổ quá. Cũng đau lắm chú ơi, mà điều tại vì hoàn cảnh không biết sao giờ. Tại số phận nó nói vậy rồi. Sao giờ? Con nghe nói muốn làm cái lồng sắt cho anh mà không có tiền làm không? Không, không có tiền. Không phải tính gì. Tính cắt bị ở gần. Quá đó thì to gần qua nó cái lo lấy khai nó cũng to dân này tính sao có tiền làm cho cao lên khỏi cái chừng khỏi chừng năm tắc khỏi cái nhà đó vậy đó dạ khỏi chừng lên cao lên cho thái với thằng làm ở trồng chút nó là đi không tới có nghĩa là làm lồng sắt mình tháo xích ra làm cái lồng xích bự ra chút không mà là cho rộng mà cao lên cao hơn rồi thầy làm đó nó đứng dậy nó thấy nó thôi trời ơi nó hủ cơ là nó thôi nó thôi to nó đánh lên to tống lên to nó có khi trong lỏng nó ngầu ngoài nắng nắng ấy chịu cũng nổi thế mình cũng chịu cũng nổi rồi sớm làm mà nó cũng phá hoài chứ còn dắt dựng theo quanh đừng cho tạt mưa đó. Trời ơi, nó lấy nó dục hết trơn. Mới gần ở biển nó gần thì nó phá được. Còn mình làm hơi xa đó, thì nó phá không được. Vì bị nhiệt và tích bự gì nếu phải đó. Vô cùng nó đâu có đi đâu được. Ngày anh Cường ăn cơm mấy cử không? Hả? Ngày ăn cơm mấy lần? Đi cơm hả? Dạ. Thì lên số mơ chiều vậy thôi.
chứ đâu có cái gì đâu mà ấy, thì là mà cá với khi nấu canh cho nó ăn được. Rồi anh kia đi làm là ngày được nhiêu tiền không? Có 140 thì làm tốn ngày vậy đó. Rồi nó làm gì có tiền này nó cho đưa cho mua cá ăn. À, kia giờ hai chồng già bả thì bị tâm thần đó. Rồi tôi thì già rồi mặn mướn ai giờ. Hồi trước thì còn mạnh á, mặn giờ 90 tuổi rồi, bây giờ mặn giờ nổi. Giờ có nấu cơm ở nhà đó thì về thôi chứ có làm gì. Nấu cơm muộn luộc cho nó ăn hằng thứ 8 hôm nay đem cho nó. Đau lòng. Bữa sớm ơi, chiều. Anh Cường là ông đánh ông là hai lần hả? Hai lần. À, để chú như tôi nấu cơm này nè, thấy không? Điều nó thì cũng như ở trên nhà trên nữa. Bị sạt nước thì nó cũng thấp. Sạt nước cả dòi cao lên chừng thước, còn cái nhà tôi bị cái bếp cao. Tôi ngồi vậy rồi nấu đồ cơm vậy nè. Rồi mắt cũng đạp mà tôi nghe răng đạp đủ đạp mà tôi rớt rác phụ không hay, tôi không hay làm ấy lát hai đũa máu không. Rồi mấy nhỏ tôi mới thấy vậy, bắt trói đè xuống trói đỡ trói rồi rồi có cách có hai bữa xà rít còn nhỏ nó bứt đứt rồi sao lại cái rồi quýnh tôi lần nữa. Đạp lại tôi lần nữa rồi mới mấy ngỡ mà trùm bên đó là lấy tao mua xịt lít cho mấy bay làm 4 năm mà mượn 4 năm người đó đè nó mới ấy đó mới lại mới lại nó chứ còn thường thường ba người mà làm lỡ nó nữa đừng nó mạnh đó. Rồi nhờ mở 4 năm người đè xuống rồi mới lấy mua xịt lít bự khóa sát rồi ấy đeo nữa mà còn mua giỏng thì cứ nó nằm mà hao á giỏng phải mua giỏng kia đâu có một chiều nổi nó mua cái giỏng thứ bằng mà giỏng mũ giỏng ấy nó làm đâu chừng 2 tháng ta lại rồi rách bắt mua cái khác đó. Rồi bằng đêm ngủ mưa lại kia tạt luôn hay chịu thôi ướt mình ướt mẩy đâu có đắp mền gì không đâu, không có bà nó đưa nó ra không chịu bà nó cũng đưa nó hoài chứ mà nó không chịu nó đưa nó mà nó dục với hầm á. Sao có cái hầm dục xuống dưới hết luôn nó không có gì làm nó làm chỉ có cái giẫm thôi cháu có làm gì chứ quá khổ phải chịu thôi cháu mà có khi mà không biết là bằng lên nó mũi nó cũng cắn chắc cắn đâu nha không có mà điều mình đâu biết hỏi nó giờ nó có biết gì đâu dạ cũng may là ông cụ cũng có sức khỏe tốt chứ bây giờ không có sức khỏe không biết sao luôn. Bà cụ bị bệnh nữa không hả? Bà cụ bị bệnh đó hả? Bà hả? Bà thì bà đi cũng như bà đi bị đi lâm thần vậy mà đi hoài vậy, đi khơi khơi vậy. Chứ đâu có làm gì. Yeah. Bà trên nhà có cầu thang ở nhà tôi á. Rồi bà đi xuống làm đảo vòng vòng cái rồi. Rồi đi lên. Rồi lên hồi chừng rồi là 5-10 phút về cái xuống rồi đi đảo vòng vòng rồi hỏi bà đi đâu rồi gặp quần áo. Thôi bây giờ lên trên gặp bà đi không ha. Đợi bà. Con ông đi lên gặp bà. Đi. Dạ. Thôi bây giờ chắc có lẽ là buổi hồ cũng sẽ kết thúc video clip về anh Cường. Nói về gia đình của ông cụ bà cụ là cả một cái tấn bi kịch. Và mời cô bác của anh chị đón ở video clip sau ha.